Ngọc Thủy xin phép làm một người cháu nội, cháu ngoại, dâng lên ông bày ca cúng, tiễn ông đêm ly biệt. Nội ơi, nội ơi, khép mắt lại, nội lìa xa cõi thế, cô quan tài, cô quan tài đã liềm kinh xa. Các con các cháu có nhớ thương nội, chỉ nhìn lên di ảnh mà thôi. Con muốn gặp lại nội thì chỉ còn trong giấc mộng. Nội ơi, nội ơi, hôm kia con nhận được tin nội hiền đã lìa khỏi trời buồn thảm, dòng lệ chưa chan, đoạn đường tử biệt sinh ly, con mất đi nỗi nhân từ, con đau thắt cánh đoàn viên. Trời chiến xa ô an thế đường, nội ơi con gục đầu tiếng đau đớn tan vỡ tâm hồn, tan khói nơi ngóc con nhìn di ảnh nội. Cùng anh em tôi lại mạnh khăn tay, dòng tôn đấng sinh thành, tình thương của nội nay vĩnh biệt muôn đời. Biết bao giờ nội ơi con gặp lại hình nội ơi, rồi ngày mai đây khi cổ áo quan từ từ di chuyển, cháu và con theo sau đưa tiền nội ra đi muôn thuở không về. Dài khuyên dân dặn bên ta trong cổ quan
Vậy mà hôm nay nỗi nằm im thiên thiên, thể xác không hồn vô giác vô tri. Cháu con còn đây, nhà cửa còn đây, tình thương của nội vẫn còn nguyên vẹn. Nội đi đâu mà đi vội và một chuyến đi, đi mãi không về. Oh,